Đây là bản đồ VIP mới. Quái ở đây con nào mà trên đầu có chữ VIP sẽ rất rất nhiều đồ. Bản đồ này cũng không có yêu cầu gì, không đòi hỏi về level hay lực chiến, cũng không cần nạp thẻ, ai vào cũng được. Không chỉ rơi danh hiệu VIP mà còn có cả đồ thần trang. Các bạn xem, cấp VIP của tôi không ngừng tăng cấp. Thế này thì cần gì nạp thẻ. Thank you.
of Survival. Play now.